Đây là kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những tin tức không thể bỏ qua. Thưa quý vị, mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Hữu Duy, 20 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về tội cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Duy bị Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng dâm, 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 5 năm tù. Cho rằng mức án quá cao, Duy đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng có kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo. Theo bản án sơ thẩm, Cao Hữu Duy và chị Đỗ Mai Thủy Tê là bạn học chung trường, chơi với nhau từ năm cấp 2. Tháng 12 năm 2022, Duy nghe một người bạn kể về việc chị Tê bị lộ video quan hệ tình cảm với bạn trai. Lúc này, gã bạn đồi bại nảy sinh ý định xấu nên đã tạo lập một trang web giả có thông tin của chị Tê. Tiếp đó, Duy tìm gặp chị Tê nói dối, có đường link do hacker xâm nhập, có video cảnh quan hệ tình cảm giữa chị Tê và bạn trai, cũng như bản thân Duy cũng bị lộ video cảnh quan hệ tình cảm giữa Duy và bạn gái nhằm uy hiếp tinh thần. Duy giả vờ nói hacker yêu cầu Duy và chị Tê quan hệ tình cảm, quay lại video rồi gửi cho hacker. Nếu không đồng ý phải đưa từ 1 đến 3 triệu đồng để Duy đưa lại cho hacker, nếu không sẽ bị tung video nhạy cảm lên mạng xã hội. Để tạo sự tin tưởng, Duy đưa chị Tê về nhà trọ rồi cho xem trang web giả có chứa thông tin của chị Tê. Đồng thời, hắn ta giả vờ nói điện thoại của chị Tê đã bị theo dõi nên không được nói việc này cho ai biết. Lo sợ bị hacker tung video quan hệ tình cảm của mình lên mạng xã hội, nên từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, chị Tê đã đồng ý để cho Duy quan hệ tình cảm 4 lần và chuyển tiền cho Duy 2,5 triệu đồng. Trong nhiều lần quan hệ, Duy yêu cầu chị Tê phải quay lại để gửi cho hacker. Tuy nhiên, sau khi xem lại, Duy đã xóa bỏ những đoạn video nói trên. Đến đầu tháng 4 năm 2023, Duy nói chủ trang web yêu cầu chị Tê chuyển tiền. Đầu tháng 5 năm 2023, Duy tiếp tục nói chủ trang web yêu cầu cả hai thực hiện video quan hệ tình cảm hoặc đưa tiền, nhưng chị Tê nói đang bị bệnh nên không quan hệ được, cũng như không có tiền. Đến cuối tháng 5, chị Tê hẹn đưa tiền, nhưng khi thấy chị Tê đang bệnh, Duy đã không lấy tiền nữa. Nghi ngờ Duy lừa mình nên chị Tê đã tới cơ quan công an để trình báo sự việc. Ngay sau đó, Duy đã bị bắt giữ. Tại phiên tòa, bị cáo loanh quanh không nhận tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ buộc tội mà hội đồng xét xử đưa ra, Duy đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Trình bày tại tòa, chị gái bị hại cho hay, những gì mà bị cáo gây ra cho em gái chị đã để lại hậu quả nặng nề. Đến nay, chị Tê chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tài sản của người khác, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên chưa thích đáng đối với hành vi phạm tội của bị cáo, nên hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo. Đồng thời, hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. Theo đó, quyết định tăng hình phạt cho bị cáo từ 3 năm 6 tháng tù lên 4 năm 6 tháng tù về tội cưỡng dâm, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Duy phải chịu cho cả hai tội là 6 năm tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đinh Hoài Thanh, sinh năm 1982, ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, mức án 16 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo cáo buộc, bị cáo Đinh Hoài Thanh là bác họ của cháu K, sinh ngày 4 tháng 1 năm 2010. Khoảng vào tháng 5 năm 2022, cháu K thường xuyên sang nhà chơi cùng với con trai bị cáo Đinh Hoài Thanh. Từ đây, bị cáo Thanh nảy sinh ý định xâm hại thân thể cháu K. Đinh Hoài Thanh thường rủ dê, dụ dỗ cháu ca cho ôm hôn, cho quan hệ nam nữ và được cô bé đồng ý. Cáo trạng xác định từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, Thanh đã hai lần xâm hại thân thể cháu ca khi cháu ca chưa đủ 13 tuổi. 6 lần có hành vi xâm hại thân thể khi cháu ca đủ 13 tuổi nhưng dưới 16 tuổi. Những lần xâm hại nạn nhân, vợ của bị cáo đều vắng mặt. Vụ án chỉ bị phát hiện khi mẹ của cháu K thấy con có biểu hiện lạ nên đã kiểm tra điện thoại riêng của cháu K. Người mẹ phát hiện tin nhắn yêu đương giữa con gái và người đàn ông đã có vợ. Mẹ của cháu K gặng hỏi thì mới ngã ngửa chuyện con mình đã nhiều lần quan hệ nam nữ với Thanh. Người mẹ đã đưa cháu K đến bệnh viện khám rồi sau đó đưa con đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Đinh Hoài Thanh không khai nhận về hành vi xâm hại cháu K. Đinh Hoài Thanh chỉ thừa nhận đã 6 lần thực hiện hành vi giao cấu với cô bé. Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, gia đình Đinh Hoài Thanh đã tự nguyện bồi thường cho cháu K 50 triệu đồng. Mẹ của cháu K đã nhận số tiền này, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 500 triệu đồng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thanh. Thưa quý vị,
Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng công an đã tìm thấy nữ sinh NTBA, sinh năm 2009, ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, mất tích bí ẩn sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố Châu Đốc tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nữ sinh này được gia đình thông báo mất tích sau khi đi thi vào lớp 10 trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa vào ngày 4 tháng 6. Theo Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nữ sinh NTBA trình bày nguyên nhân mất tích bí ẩn khi đi thi vào lớp 10 do áp lực gia đình nên muốn nghỉ học nhưng cha mẹ không cho. Do đó, ngay kỳ thi vào lớp 10, nữ sinh này đã đi lên huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuê trọ một mình rồi xin làm phục vụ ở quán ăn. Nguyện vọng của nữ sinh là không muốn về nhà nên cán bộ trong tổ công tác đã động viên để ổn định tâm lý. Một lãnh đạo của Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng cho biết sau khi cán bộ trong tổ công tác vận động, nữ sinh này đã đồng ý trở về nhà, tinh thần đã ổn định. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, gia đình nữ sinh NTBA đã đến Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang trình báo con gái mình bị mất tích sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ngoài ra, gia đình nữ sinh NTBA còn đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, nhiều tài khoản Facebook đăng tin đã tìm thấy nữ sinh này đang ở Campuchia và kêu gọi người nhà nữ sinh liên hệ qua số điện thoại di động. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin giả mạo. Ngày 16 tháng 6, sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh tại một nhà trọ ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa tạm giữ Thái Văn Quang, sinh năm 2000, tạm trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thái Văn Quang là nghi phạm gây ra vụ phá kính 9 ô tô trong đêm xảy ra tại phía trước chung cư CT8A, CT8B, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo điều tra, Thái Văn Quang xảy ra mâu thuẫn với vợ nên bỏ nhà đi làm thuê tại một quán ăn ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Do không đủ tiền chi tiêu nên đối tượng nảy sinh ý tưởng phá hủy các cửa kính ô tô nhằm trộm cắp tài sản. Chiều ngày 16 tháng 6, Thái Văn Quang cầm theo búa găng tay rồi vào ngồi chơi ở một quán Internet khu vực Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, đối tượng Thái Văn Quang rời quán Internet để hành sự đến khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Thái Văn Quang nhận thấy nhiều ô tô đậu qua đêm ở ngoài đường, thiếu sự trông giữ. Đối tượng đã phá cửa kính tổng cộng 9 xế hộp, lấy được một số tài sản và tiền. Sau đó, Thái Văn Quang tiếp tục đi lòng vòng, thay đổi trang phục và bắt xe buýt về quán cơm ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 6, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17 tháng 6, nhiều ô tô tại khu vực trên bị kẻ xấu phá hủy kính. Qua nhận định ban đầu, lực lượng chức năng đặt ra hai giả thiết. Một là do mâu thuẫn việc trông giữ ô tô nên kẻ xấu thực hiện hành vi hủy hoại tài sản để dằn mặt chủ phương tiện. Thứ hai, kẻ gian phá kính xe nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ tình hình, cơ quan điều tra nghiêng về giả thiết thứ hai, kẻ gian lợi dụng khu vực này không có người trông giữ xe, chủ phương tiện thường để qua đêm nên đã ra tay nhằm trộm cắp tài sản. Qua rà soát, cảnh sát xác định 9 ô tô bị phá vỡ kính đều do một người gây nên. Tuy nhiên, đối tượng này thể hiện sự tính toán, đối phó kỹ với lực lượng chức năng. Gã đi bộ thường chọn những tuyến đường hè thiếu sáng và thay đổi liên tục trang phục áo mưa đến dép. Gần một tuần lễ sau đó, Công an quận Hà Đông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội rà soát, truy tìm dấu vết đối tượng nghi vấn trên địa bàn quận Hà Đông và các quận huyện giáp danh như Thanh Trì, Thanh Oai, Thanh Xuân. Đến ngày 21 tháng 6, cơ quan chức năng làm rõ nghi phạm gây án là Thái Văn Quang và đã bắt giữ đối tượng này. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, qua nắm địa bàn, Công an quận Hải Châu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng và được sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau. Ngoài ra, một số người ở Đà Nẵng còn móc nối hoạt động cùng một số đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đến ngày 20 tháng 6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng đã chia thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Công an đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, 58 tuổi, ở quận Hải Châu, Trần Đình Bá, 66 tuổi, quận Hải Châu và Đoàn Trọng, 59 tuổi, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là những đối tượng cầm đầu đường dây. Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận từ tháng 8 năm 2023 đến nay đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 60 tỷ đồng mỗi tháng. Từ đó sẽ chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Đến nay, tổng giá trị giao dịch đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng cũng đã cử một tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ hai người có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm nghi can là những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại thành phố Đà Nẵng. Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị hai người dân tấn công tới tấp trong ô tô, gây bức xúc dư luận. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ. Nạn nhân là anh HVL, 29 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, tài xế ô tô công nghệ. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20 tháng 6, anh HVL nhận cuốc xe có lộ trình di chuyển từ đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh về đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Đến điểm đón, anh HVL chờ khoảng 3 phút thì có người phụ nữ đi từ quán nhậu ra và ngồi ở ghế cạnh tài xế. Sau đó, anh HVL bấm vào ứng dụng của tài xế xe công nghệ, lệnh đã đến và tiếp tục chờ thêm khách theo yêu cầu của người phụ nữ do những người còn lại đang đi vệ sinh. Khoảng 8 phút sau, một người đàn ông và một nam thanh niên từ trong quán đi ra, mở cửa lên xe ngồi hàng ghế sau. Thời điểm này, anh HVL thấy hai vị khách có dấu hiệu say xỉn và chờ quá 5 phút nên không đồng ý chở. Sau đó hai bên xảy ra tranh luận và người đàn ông cùng với nam thanh niên dùng tay tấn công tới tấp vào đầu của anh HVL. Bị tấn công, anh HVL dùng tay ôm đầu và nói xin lỗi. Lợi dụng lúc nhóm người trên không để ý, anh HVL đã đóng cửa xe và rời đi. Diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại. Anh HVL cho biết quy định của công ty là tài xế có quyền nhận hoặc không nhận cuốc xe nếu thời gian chờ khách quá 5 phút. Vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!